chào các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu yếm quần dài cho bé ở phần ống quần mình có làm các cái đường viền gân nổi lên và nhỏ lại như thế này mặt trước thì có trang trí một cái họa tiết nhỏ ở hai bên dây vai thì mình có làm các cái họa tiết bèo màu trắng mặt sau mình có may hai hạt nút dùng để cài điều chỉnh phần dây vai và có sợi dây để điều chỉnh được móc từ phần thân trước ra phía sau đây, mẫu yếm như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu màu hồng dùng để móc phần thân và màu trắng dùng để móc phần bèo của tay. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0 mm. Kéo cắt len. Kim đánh dấu và hai hạt nút dùng để cài điều chỉnh phần dây vai. Bây giờ mình sẽ dùng màu hồng để móc phần thân yếm trước. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn từ sợi dây màu hồng móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên cho mình một sợi dây móc xích rộng hơn cái phần hông của bé 1 đến 2 cm 2 3 4 5 Ở đây mình đã móc lên được 90 mũi móc xích thì khi ta nối hai đầu dây lại thì cái vòng tròn này nó sẽ lớn hơn cái phần hông của bé tầm 1 đến 2 cm nha. Từ điểm này các bạn móc tiếp lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó móc vào chân móc thứ 90 một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu dây bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc các mũi kép đơn đến cuối hàng thì ở đầu dây này ta có một sợi len thừa. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng thì các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Thì từ đầu dây này ta bắt đầu nối với cái đầu dây còn lại. Đây, các bạn sẽ nối cho mình vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên mình vừa móc mũi dời á, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chữ móc đầu tiên của hàng móc này một buổi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở đoạn lên hở này sẽ là cái mặt sau của yếm để mình luồn dây điều chỉnh cho cái phần hông, luồn dây vào đây. Như vậy là mình đã nối được cái vòng tròn này và cái vòng tròn này có cái độ rộng rộng hơn cái phần hông của bé nè, từ 1 đến 2 cm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo. Hàng móc đầu tiên này sẽ là hàng móc để mình luồn dây và điều chỉnh cột dây ở cái phần hở này nè. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên mà mình móc mũi dời á, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì ở hàng móc này các bạn sẽ móc tương tự giống như cái hàng móc ở trên mà mình vừa móc nè, móc tương tự cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc nha Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một buổi dời Móc lên hai mũi móc xích Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì hàng móc này mình sẽ làm tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa tương tự cho đến khi ta đạt được cái chiều sâu của cái phần từ thắt lưng cho đến đũng quần của bé nè. Đây khi ta đạt được cái chiều cao như thế này, cũng móc cho mình tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc. Làm tương tự cho cái hàng móc này. Mỗi chân móc móc bằng mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì ở đây mình đã móc lên được 16 hàng móc tính luôn cả cái hàng móc đầu tiên nha. Và độ sâu của cái phần thân này sẽ nằm trong tầm khoảng một gang tay đến một gang hơn nha. Thì đối với các cái mũi móc ở cái phần móc mũi dời của các cái hàng móc phía sau này nè. Thì có một số trường hợp nhiều bạn sẽ bị móc lệch, bị lệch qua một bên như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc làm sao để cái hàng móc của mình nó được thẳng hơn mà nó không có bị lệch so với cái mũi móc nha. Đây, móc làm sao cho thẳng hàng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mũi kép đơn nè. Ta lấy len, đâm kim vào chân móc. Sau đó móc và kéo len qua chân móc thì khi kéo len qua chân móc các bạn kéo dài sợi len ra để bằng với chiều cao của mũi móc nè tiếp tục lấy len và kéo len qua hai chân móc trên kim ta dùng tay giữ đầu len này một số bạn khi móc đến đây các bạn sẽ kéo dài sợi len ra sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim như vậy là mũi móc của mình nó sẽ bị lệch qua một bên nè bây giờ mình sẽ không móc như vậy nữa mà các bạn sẽ đổi lại cho mình lấy len đâm kim vào chân móc móc và kéo len qua chân móc kéo dài sợi len để bằng với chiều dài của mũi móc đây kéo dài sợi len ra sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Dùng tay giữ cho mình đầu len này. Có nhiều bạn sẽ kéo cái sợi len này dài lên nè. Đây, kéo dài lên. Thì bây giờ các bạn sẽ giữ nguyên cho mình vị trí cũ, sau đó lấy len qua hai chân móc trên kim. Thì như vậy mũi móc của mình nó sẽ được thẳng hàng hơn nè, nó sẽ chắc chắn hơn ở cái điểm này. Các bạn làm tương tự, cũng lấy len, đâm kim vào chân móc, móc và kéo len qua chân móc, kéo dài cho mình sợi len ra để bằng với chiều cao của cái mũi móc bên cạnh nha sau đó lấy len qua hai chân móc trên kim không kéo len và giữ nguyên vị trí cũ móc và kéo len qua hai chân móc còn lại như vậy thì mũi móc của mình nó sẽ thẳng hàng và chắc chắn hơn nha các bạn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại ta cũng lấy len và đâm kim vào chân móc móc và kéo len kéo dài sợi len ra để bằng với thân của mũi móc nè sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim giữ nguyên vị trí cũ và kéo len qua hai chân móc còn lại ở trên kim và làm tương tự cho chân móc còn lại thì khi móc như vậy cái hàng móc của mình nè các cái mũi móc nó sẽ được thẳng hàng hơn và nó không có bị lệch nha tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời bây giờ mình sẽ chia mũi ở cái hàng móc cuối cùng này và bắt đầu lên thân móc cái phần ống chân ở phía dưới bắt đầu từ cái hàng móc mà mình móc cuối cùng này thì đối với nhiều bạn cái hàng móc này nè cái hàng móc mũi dời của cái mỗi vòng ở phần thân á mà ta bị lệch qua một bên thì các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình ở cái điểm này sau đó canh chỉnh cho mình để cái phần hở này nó nằm ở chính giữa của mũi móc nè đây các bạn chia đều cho mình ở cái hàng móc cuối cùng này thì ban đầu mình móc được 90 mũi các bạn chia đôi ra sau đó đánh dấu cho mình ở cái chân móc này cái chân móc chia đôi á từ cái điểm cuối cùng này móc lên cho mình hai mũi móc xích khi móc lên được hai mũi móc xích thì ta bắt đầu dùng mũi dời để nối cái đoạn này với cái phần mà mình đánh dấu ở phía bên này nè. Đây. Ở cái chân móc mà mình đánh dấu này, các bạn tháo kim đánh dấu ra. Sau đó dùng mũi dời nối cho mình vào cái chân móc mà mình đánh dấu á, nối vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là mình đã chia đều được hai phần ống chân với số mũi móc đều nhau như thế này. Đây. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân của ống. Móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Thì ở đây cũng lưu ý cho mình khi móc mũi kép đơn, ta lấy len, đâm kim vào chân móc, móc và kéo len qua chân móc, sau đó kéo dài sợi len ra để bằng với chiều cao của mũi móc. Tiếp tục kéo len qua hai chân móc trên kim, sau đó giữ đầu len này, giữ nguyên cho mình cái điểm này và không kéo dài lên nha. Sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại. ở cái chân móc cuối cùng của cái phần thân này nè các bạn móc luôn cho mình vào cái chân móc của mũi dời ở phía trên này một mũi kép đơn sau đó móc vào hai chân móc mà mình nối ở hai cái đầu này nè móc vào hai chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là mình đã hoàn tất được hàng móc đầu tiên của cái phần ống chân. Ở các hàng móc còn lại, nếu như các bạn muốn cái phần ống chân này nó sẽ nhỏ dần lại thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình các cái hàng móc tiếp theo và ta tiến hành giảm mũi nha. Ta bỏ qua cái chân móc đầu tiên là cái chân móc mũi dời á và móc cho mình vào cái chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Đây, móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Và chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì như vậy là ta sẽ bớt được một mũi móc ở cái hàng móc này thì khi móc thêm các cái hàng móc còn lại thì cái phần ống chân này nó sẽ bắt đầu ôm lại ôm lại từ cái phần đũng quần này cho đến cổ chân của bé đối với mẫu này thì mình sẽ không giảm mũi mà mình chỉ giảm mũi ở cái phần viền màu trắng phía dưới thôi các bạn sẽ móc cho mình cái hàng móc tiếp theo móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn cũng lưu ý cho mình khi móc mũi kép đơn nè tay lấy len đâm kim lấy len sau đó kéo dài sợi len ra để bằng với chiều dài của mũi móc sau đó giữ cho mình cái đầu móc ở phía dưới này kéo len qua hai chân móc trên kim không kéo dài sợi len lên mà giữ nguyên vị trí cũ sau đó kéo len qua hai chân móc còn lại làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc này Móc cho mình cho đến khi cái độ dài của cái phần ống chân này vừa đến phần mắt cá chân của bé thì các bạn ngưng Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự sau khi móc thêm được các cái hàng móc đều nhau thì tiếp tục ở cái hàng móc cuối cùng này móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần ống chân còn lại. Thì ở cái phần ống chân còn lại này các bạn cũng sử dụng màu hồng và tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần mà mình nối để tạo ống chân nè, đâm kim vào chân móc đầu tiên này sau đó đưa nút mà mình vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn Khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì số mũi móc của hàng móc đầu tiên này sẽ bằng với số mũi móc của hàng móc đầu tiên phía bên kia nha. Ở cái phần ống chân này nếu các bạn muốn bo lại từ đũng quần xuống thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi hàng móc giảm cái mũi móc đầu tiên ở cái hàng móc nha. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng thì số hàng móc của cái hàng móc này sẽ bằng với số hàng móc của cái hàng móc đầu tiên ở phần ống chân bên cạnh nha. Đây. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó làm cho mình tương tự các cái hàng móc giống như cái hàng móc của cái phần chân bên cạnh nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được hai ống chân đều nhau như thế này thì ở cái phần ống chân này mình có viền bo lại viền bo lại cái phần ống chân với các cái đường gân nổi lên như thế này đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần ống này ở sợi dây màu trắng này các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút sau đó đâm kim vào chân móc cuối cùng mà mình móc mũi dời của phần ống chân còn lại á đây cái chân móc mũi dời này các bạn đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời đâm kim vào đây chân móc mũi dời nè các bạn đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời này sau đó kéo nút mà mình vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích ở cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc phía trên này các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi kép đơn chân móc bên cạnh ta sẽ không móc vào chân móc mà các bạn móc cho mình vào cái thân chân móc nha ta đâm kim vào giữa cái thân chân móc này đây đâm kim vào giữa ở đây sau đó luôn và đưa kim lên phía trên để thân chân móc nằm trên kim và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn thì mình đã hình thành nên được một mũi ngoặt ngoài chân móc kế bên của mũi móc này sẽ là cái chân móc này ta không móc vào chân móc này mà móc vào chân kế bên để cái phần ống chân của mình nó được nhỏ lại đây tương tự như cái ống chân bên này nè các bạn sẽ không móc vào chân móc kế bên của thân chân móc này mà mình sẽ móc vào chân kế tiếp á đây bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế tiếp này móc vào đây cho mình một mũi kép đơn vào cái chân móc này nha như vậy là ở đây mình đã giảm được một mũi móc nè ở chân móc kế tiếp ta cũng không móc vào chân móc mà các bạn móc cho mình vào thân chân móc này cũng móc cho mình tương tự một mũi ngoặt ngoài tương tự như cái mũi móc mà mình vừa móc ở đây nè ta cũng đâm kim xuống phía dưới vào giữa hai thân chân móc sau đó luồn kim đưa kim lên phía trên khi thân chân móc đã nằm trên kim thì móc vào đây một mũi kép đơn thì hình thành nên được một mũi ngoặt ngoài sau đó cũng bỏ qua chân móc kế bên của thân chân móc này và móc cho mình vào cái chân móc kế tiếp á móc vào chân móc này một mũi kép đơn thì ở đây mình cũng giảm được một mũi móc tương tự như cái mũi móc ở bên này Tiếp tục chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc này. Cũng đâm kim vào giữa hai thân chân móc, sau đó luồn kim và đâm kim lên phía trên để thân chân móc nằm trên kim thì móc vào đây một mũi kép đơn. Thì mình được thêm một mũi ngoặt ngoài. Các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại, móc cho đến cuối vòng. Cũng bỏ qua cái chân móc xét cái chân móc mũi ngoài này, tất cả các cái mũi móc mà sát cái chân móc này các bạn đều bỏ qua cho mình và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn sau đó móc vào thân chân móc kế bên này một mũi ngoặt ngoài các bạn đâm kim xuống phía dưới đưa kim lên phía trên để thân chân móc nằm trên kim và móc vào đây một mũi kép đơn để ta được một mũi ngoặt ngoài chân móc kế bên là chân móc sát chân móc ngoặt ngoài thì bỏ qua và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn sau đó móc vào thân chân móc kế bên một mũi ngoài móc vào đây một mũi ngoặt ngoài và làm tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc được các cái mũi ngoặt ngoài xen kẽ với nhau cho đến cuối vòng thì khoảng cách ở mỗi mũi ngoặt ngoài sẽ là cách nhau hai mũi móc như thế này nè đây hai mũi móc tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì độ rộng của cái phần ống chân màu trắng này nó sẽ bằng 2 phần 3 so với cái phần thân ống chân ở phía trên nha được 2 phần 3 ta tiếp tục móc cái hàng móc thứ hai ở cái phần ống chân này mũi móc đầu tiên là cái mũi móc được móc vào chân móc của cái hàng phía trên này thì cái mũi móc này các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặt trong ta lấy len đâm kim từ dưới lên trên vào giữa thân chân móc nè đây vào giữa cái thân chân móc của cái mũi móc xích và cái thân chân móc này các bạn đưa kim xuống phía dưới đâm kim lên phía trên sau đó đưa kim xuống phía dưới lại để cho cái thân chân móc ở kế bên này nó nằm ở dưới kim nè đây nằm ở dưới kim và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn tiếp tục cái chân móc ngoặt ngoài ở phía trên này các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài ta cũng đưa cái thân chân móc này lên trên kim đây đưa lên trên kim như thế này khi thân chân móc đã nằm trên kim thì móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Thì ta hình thành được một mũi ngoặt ngoài. Tiếp tục thân chân móc kế bên này, các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt trong. Cũng lấy lên và đưa kim xuống phía dưới, đâm kim lên phía trên vào giữa thân chân móc như thế này. Đây. Sau đó luồn kim lại xuống phía dưới để thân chân móc nằm ở dưới kim. Và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn để mình được một mũi ngoặt trong. Tương tự mũ ngoặt ngoài phía bên cạnh thì sẽ móc cho mình vào thân chân móc này một mũ ngoặt ngoài. Đây, đam kim như thế này, móc vào đây một mũi ngoặt ngoài. Tiếp tục chân móc kế bên sẽ là một mũ ngoặt trong, được móc vào cái thân chân móc này. Luồn kim xuống phía dưới, đưa kim lên trên và luồn lại phía dưới và móc vào đây một mũi kép đơn để ta hình thành một mũ ngoặt trong. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc cho mình vào cái thân chân móc ngoặt ngoài một mũ ngoặt ngoài. và thân chân móc kép đơn kế bên sẽ móc vào đây một mũi ngoặt trong sau khi móc xen kẽ mũi ngoặt trong và ngoặt ngoài cho đến cuối hàng thì cái hàng móc của mình nè cái đường gân ở ngoặt ngoài nó sẽ nổi lên như thế này đây tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích ở hàng móc thứ ba này các bạn sẽ làm cho mình tương tự như cái hàng móc thứ hai mà mình vừa móc á. Cũng móc cho mình vào cái thân chân móc hoặc trong một mũi hoặc trong. Được luồn kim xuống phía dưới, đưa lên trên và đâm kim lại phía dưới. Để thân chân móc nằm phía dưới và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Thì mình hình thành được một mũi ngoặt trong ở cái điểm móc này. Chân móc kế bên sẽ là chân móc ngoặt ngoài, được móc vào cái thân chân móc ngoặt ngoài ở hàng phía trên. Mũi móc kế tiếp sẽ là mũi móc ngoặt trong được móc vào cái thân chân móc của cái mũi ngoặt trong ở phía dưới nè Đây móc vào đây một mũi ngoặt trong tiếp tục chân kế bên sẽ là mũi ngoặt ngoài được móc vào thân chân móc ngoặt ngoài thì cái đường gân nội ở phía ngoài mình cũng đã kéo dài ra được một mũi móc như thế này các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cũng móc vào thân chân móc của mũi ngoặt trong một mũi ngoặt trong và thân chân móc ngoặt ngoài một mũi ngoặt ngoài sau khi móc xen kẽ cho đến cuối vòng thì cái đường gân của mình nó đã dài ra như thế này nè xen kẽ mũi ngoặt trong và mũi ngoặt ngoài tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ ba này một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì độ rộng của phần ống chân đã được 3 hàng móc. Tiếp tục bây giờ mình sẽ viền lại cái phần ống chân này, viền lại các cái đường viền này. Móc vào chân móc đầu tiên mà mình móc mũi giờ á, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình sẽ viền lại được cái phần ống chân này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc, thì hai phần ống chân của mình đã hoàn tất được như thế này. Và độ rộng ở mỗi ống chân màu trắng này, độ rộng này sẽ bằng 2 phần 3 so với độ rộng của cái phần thân ở phía trên nha. Đây, hai ống chân đều nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ móc phần thân yếm ở phía trên. Thì cái đoạn len hở ở phía sau này, đây sẽ là mặt sau của yếm nè. Đây, đây là mặt sau của yếm. Ta có cái đoạn móc mũi dời này thẳng hàng nè, thì từ cái điểm hở này các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình số mũi móc bằng nhau ở hai bên nha sau đó dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình ở hai cái điểm móc này và mình bắt đầu lên phần thân yếm ta dùng sợi len màu hồng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần mà mình đánh dấu ở đây ta tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân móc này. Sau đó đưa nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc mà mình vừa móc mũi giờ ở đây nè, bỏ qua cái chân móc mà mình gây nên hàng móc này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ở cuối hàng các bạn sẽ chừa ra cho mình cái chân móc mà mình đánh dấu và chân móc sát chân móc kế bên này móc đến cái chân móc này thôi nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc xong các cái mũi kép đơn thì ở hai chân móc cuối cùng là chân móc này và cái chân móc mà mình đánh dấu nè, các bạn tháo kim đánh dấu ra. Hai chân móc này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Các bạn lấy lên, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy lên đâm kim vào chân cuối cùng móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được ba mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim thì ta đã chụm lại được hai chân móc phía dưới thành một chân ở phía trên tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ở hàng móc thứ hai này các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên này đây là chân móc đầu tiên các bạn sẽ bỏ qua cho mình và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ở hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng chưa ra cho mình hai chân móc này và móc đến cái chân móc này nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở hai chân móc cuối cùng này sẽ chụm lại cho mình thành một chân ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc lấy len đâm kim móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim sau đó móc và kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc cũng giảm mũi tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc thì đầu hàng móc ta sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại ở hai chân móc cuối cùng các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự cũng giảm mũi ở đầu và cuối móc cho đến khi cái phần thân này nè vừa đến cái phần cổ của bé thì các bạn ngưng nha cũng giảm cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc ở các điểm giữa thì mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hai chân móc cuối cùng sẽ chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại chân móc đầu tiên ta sẽ bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cũng giảm cho mình một mũi ở đầu và cuối hàng móc sau đó móc tương tự cho các hàng móc tiếp theo sau khi đã lên được các cái hàng móc giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc thì cái phần thân này đã vừa đến cái phần cổ của bé. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần dây. Các bạn móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn khi móc được bốn mũi kép đơn liên tiếp nè thì ta được độ rộng của phần dây gai nè móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào bốn chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc được 4 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào bốn chân móc, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các cái hàng móc còn lại. Móc thêm cho mình các cái hàng móc tương tự cho đến khi cái sợi dây này đạt được cái độ dài đang chéo qua cái phần hông bên này nha. Cũng móc cho mình tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Sau khi đã đạt được chiều dài của cái sợi dây cài này thì tiếp tục móc cho mình lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiến hành dấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì ở cái sợi dây cài này các bạn cũng có thể cài thẳng hàng như thế này hoặc là cài chéo, cài chéo qua một bên thì khi cài chéo sẽ làm cho phần sau nó có điểm nhấn hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần dây thứ hai. Ở cái sợi len màu hồng này các bạn cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái phần yếm ở phía trên này nè, đâm kim vào chân móc đầu tiên. Sau đó kéo nút mà mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc mà mình vừa móc hai mũi móc xích á, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này. Đây, giấu len thừa vào trong mũi móc. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Khi được bốn mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại và móc cho mình một sợi dây tương tự như cái sợi dây mà mình vừa móc nha. Móc cho đến khi ta bằng được chiều dài của cái sợi dây này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Ở cái chân móc cuối cùng này móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành dấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Như vậy là mình đã hoàn tất được hai sợi dây cài ra phía sau. Ở sợi dây bên này mình có móc phần bèo để cho cái phần cánh tay nó thêm xinh xắn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần bèo này. Ta dùng sợi len màu trắng, sau đó các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng thứ nhất ở cái phần viên bèo này. Đâm kim vào chân móc đầu tiên của sợi dây cài. Đây, đâm kim vào đây, sau đó đưa nút mà mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào cái thân chân móc của cái hàng móc phía dưới này, móc vào đây ba mũi kép đơn cùng một thân chân móc. Đây. Khi móc các bạn cũng giấu cho mình hai sợi len thừa vào trong mũi móc móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân móc. 2 3 Thì mục đích mà mình giấu len thừa vào trong mũi móc nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục móc vào thân chân móc kế bên, thân chân móc kế bên sẽ là hai mũi móc xích nè. Đây, hai mũi móc xích này, các bạn móc cho mình vào thân chân móc này 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Thân chân móc kế bên sẽ là thân mũi kép đơn này, móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân móc. 2 3 Khi móc được 3 mũi kép đơn thì tiếp tục móc vào thân chân móc kế bên này 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, ở cái phần thân yếm các bạn móc chưa ra cho mình một hàng móc ở dưới cùng, tương tự như cái phần dây ở bên này nè, chưa ra cho mình một cái hàng móc ở phía dưới như thế này. Đây. Thì bên này ta sẽ móc đến cái hàng thứ hai này nha. Mỗi thân chân móc các bạn sẽ móc cho mình vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Và làm tương tự cho các thân chân móc còn lại. Sau khi móc đến cuối hàng, mỗi thân chân móc móc 3 mũi kép đơn vào mỗi thân chân móc thì ở đây mình có chừa ra được một hàng móc ở phần thân yếm nè, hàng móc đầu tiên ở phần thân yếm. Từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần bèo ở cái hàng ngoài cùng này. Móc lên cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Thì chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ ba này hai mũi kép đơn cùng chân móc tiếp tục hai thân chân móc kế bên này mỗi thân chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi thân chân móc sau đó móc vào chân móc thứ ba móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là mình đã được các cái cụm chân móc gồm có hai mũi kép đơn ở mỗi chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc các bạn làm tương tự cho mình cái cụm chân móc này móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu dây bên này cũng móc hai chân móc kế bên mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và chân móc thứ ba sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc này sau khi móc đến cuối hàng thì phần tay bèo của mình nó đã có cái độ uốn lượn như thế này nè đây đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len và giấu len thừa vào trong mũi móc sau khi dấu len thừa vào trong mũi móc thì ở phần thân sau mình có may hai hạt nút ở hai bên cái phần hở nè để cài cái phần dây quay lại cài chéo lại như thế này ở mặt trước của yếm thì mình có trang trí một họa tiết nhỏ cho cái phần thân yếm thêm xinh xắn bây giờ mình sẽ móc cái phần dây điều chỉnh đối với sợi dây điều chỉnh này mình có luồn sen kẽ vào mỗi thân chân móc thì để cho cái phần thân trước của yếm nó không có bị gờ như cái phần thân sau này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần dây này nha ta sẽ bắt đầu móc cái phần dây này ở cái chân móc đầu tiên của phần thân lên yếm á. ở cái sợi dây màu hồng này tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của phần thân yếm. Tương tự như bên này, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Thì đối với đầu dây phía bên này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái phần thân yếm này nè. Đây, đâm kim vào đây, sau đó kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sợi len thừa này các bạn sẽ giấu cho mình vào trong mũi móc. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái dây móc xích mà mình móc ban đầu á. Đây, bằng với sợi dây này. Sau khi móc được một sợi dây móc xích bằng với sợi dây móc xích ban đầu mà mình móc thì từ đây các bạn sẽ kéo dài sợi len ra cho mình và cắt len. Bây giờ mình sẽ luồn dây vào trong thân sau của yếm. Các bạn đâm kim cho mình vào chân móc sát cái chân móc đầu tiên này, sau đó kéo sợi dây ra phía trước. sau đó cũng dùng kim móc đâm kim cho mình xen kẽ vào các cái thân chân móc ở đây tương tự như cái phần thân ở bên này ta cứ xỏ kim xen kẽ vào mỗi thân chân móc và luồn dây vào mỗi thân chân móc như thế này các bạn cứ luồn xen kẽ cho đến cái phần hở mà mình chưa ra đầu tiên nè luôn đến đây sau khi luồn dây vào trong thân yếm thì mình đã hoàn tất được một cái phần dây cài điều chỉnh vào phần thân của bé cho vừa. Thì cái việc luồn dây này sẽ không ảnh hưởng đến cái phần thân trước nha. Ở sợi dây bèo này các bạn cũng có thể cài thẳng hàng hoặc là cài chéo để cái phần thân sau nó có cái điểm nhấn hơn. Đối với họa tiết trang trí ở phần thân trước của yếm thì các bạn cũng có thể trang trí cho mình các cái họa tiết khác nhau thay vì cái họa tiết nhỏ như thế này nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu yếm quần dài cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công.